các bác nhá. Đây, các bác có thấy có một anh công nhân đang khoan củ đá kia không? Đá là sau khi nổ mìn xuống nhá. Nổ mìn xuống thì có những viên đá nhỏ như này các bác này. Tầm như bằng chân tôi này. Đấy, tầm như này. Như này là đá nhỏ này. Thì nó sẽ nghiền được. Còn những cái viên to như kia kìa, một người đứng trên chốc ấy là phải khoan mồi rồi nổ mồi ra thì nó mới vừa cái kẹp hàm ở dưới này. Đấy, cái kẹp hàm chỗ tay tôi chỉ kìa. Đấy, cái kẹp hàm đấy thì nó mới nghiền được các bác nhá. Không có to quá là không nuốt được. Những cái hiểu nôm na như là kiểu to quá thì mình phải cắt nhỏ ra như kiểu quả dưa hấu ấy các bác. Quả dưa hấu phải bổ ra ăn, nhưng không thể nào mà ăn cả quả đấy được. Rồi cắt từng miếng nhỏ một. Đấy, đây là cái sản phẩm của mỏ này. Cái đống này đá to to này là đá hộc này. Kia đá 1, 2 này, 2, 4 này, đá 0, 5, 1, 1 này. Đấy, đủ các thể loại luôn các bác nhá. Nếu bác nào có nhu cầu đá xây dựng thì liên hệ với tôi nhá. Đấy, để tôi đi xuống các bác xem. Rất chân rồi các bác. Đấy. Đi phải thật cẩn thận không có ngã chết. Cạnh đá rất sắc luôn các bác nha. Để cưới đứt chân luôn. Đây. Đây đống đá. Đống đá sau khi nổ mìn ra như này. Đấy. Công tác chế biến đá này nôm na là hiểu chung là đá từ nguyên khối mình nổ ra, tách ra rời ra khỏi nguyên khối ở trạng thái tự nhiên ấy, xong là làm nhỏ dần đến kích thước yêu cầu của người sử dụng, như là đá 1, 2 này, đá 2, 4 này, đá 4, 6, đá hộc này, thậm chí nhỏ hơn là bột thì bây giờ đóng gạch không nung. Gạch không nung bây giờ rất phát triển các bác nhé. Cái không nung là thay thế gạch nung bây giờ để đảm bảo môi trường ấy, không ô nhiễm môi trường. Đây là con máy xúc PC350. Đây là con máy xúc PC350 Komatsu. Con này là 350-6 ấy. Đấy. Đồ xúc của nó đây. Con này là 350-6 các bác nhá. Đây là con chiến mã của tôi, Enzo 110. Đây là cái đường vận chuyển đá này. Vận chuyển thì đằng kia quay lại đây để đổ xuống máng nghiền cái để nghiền này. Đấy, ok các bác nhá.